Xin chào các bạn. Ở bài học trước chúng ta khá là mức khi phải dừng lại lúc mới nghe đến hàm set interval để thực hiện lặp đi lặp lại công việc kiểm tra scroll top cộng client height có bằng với scroll height không. Không chung chơi gì nữa, hãy khảo sát set interval ngay và luôn nhé. Để sử dụng hàm set interval, bạn sẽ sử dụng cú pháp sau. Bạn có thể tham khảo kiến thức này ở trang MDN. Hãy để ý đến đối số của hàm này nhé. Đầu tiên đó là fun, chính là một hàm. Hàm này sẽ được gọi sau một thời gian nhất định. Khoảng thời gian mà chúng ta nói đến chính là giá trị của biến delay ở đối số thứ hai đó các bạn. Các bạn thấy là fun và delay không có được bao bởi dấu ngoặc vuông. Nghĩa là nó là đối số bắt buộc phải truyền vào trong hàm. Kiến thức này đã được học ở khóa JavaScript rồi nha các bạn. Tiếp theo là các đối số. Các đối số này sẽ được truyền vào trong hàm fun khi nó được gọi. Và nó là đối số tùy chọn. Nghĩa là nếu chúng ta có nhu cầu thì truyền vào, nếu không thì thôi, JavaScript không bắt buộc. Vấn đề của chúng ta là ta phải truyền vào một hàm. Hàm đó sẽ kiểm tra xem thanh cuộn đã được cuộn xuống phía dưới cùng chưa. Đầu tiên ta sẽ khai báo một hàm có tên là check scrolling như thế này. Bây giờ ta sẽ viết nội dung cho hàm này nhé. Sơ đồ thuật toán mô tả cho quá trình này sẽ là như sau. Quá đơn giản phải không nào? Bước 1 là xem xét is scroll at bottom là true hay là false. Nếu là false thì kết thúc hàm này. Nhưng nếu là true, ta sẽ in ra console dòng chữ loading more và kết thúc hàm. Giờ là phần cài đặt nhé các bạn. Và đáp án chính là dùng lệnh if nhé. Đoạn mã sẽ là như bạn thấy, chỉ cần điều kiện if đúng, ta sẽ in ra ngay dòng chữ loading more. Nếu không thì kết thúc hàm. Vấn đề là trong mệnh đề if đang gọi một hàm mà ta chưa có định nghĩa, giờ ta phải định nghĩa hàm đó. Hàm is scroll at bottom sẽ trả về true nếu scroll cuộn xuống hết. Ngược lại sẽ trả về false. Quá dễ đúng không nào? Cuộn xuống hết nếu và chỉ nếu thẻ div có ID là scroll label thỏa điều kiện. Thế thì đơn giản là trả về ngay đoạn code này trong hàm is scroll at bottom luôn. Đoạn mã sẽ là vậy là ta đã đủ hàm cần thiết rồi. Lắp vào hàm interval và chạy thôi. Cứ mỗi 1000 mili giây, tức là 1 giây, thì ta sẽ kiểm tra tình trạng thanh cuộn. Bây giờ áp vào hàm set interval, ta sẽ có đoạn mã sau. Đoạn mã nhìn khá đơn giản đúng không? Giờ thì hãy chạy xem thế nào nhé. Việc kiểm tra xem người dùng đã cuộn tới hết nội dung chưa. Nếu rồi thì chúng ta sẽ in ra màn hình console. Giờ hãy nâng cấp tính năng để cho phù hợp với trang Forbes nhé. Đó là khi cuộn xuống cuối trang, ta sẽ chèn thêm chữ vào trong thẻ div. Để làm được điều đó thì trước tiên ta sẽ viết một hàm để nó chèn thêm chữ vào trong thẻ div đó đã. Đầu tiên ta sẽ tạo hàm phát sinh ra đoạn văn bản như sau. Bây giờ chỉ việc thay dòng console bằng cách cộng thêm giá trị test vào phần nội dung của scroll label là ok rồi. Đoạn code sẽ là như sau. Ổn rồi, thử chạy demo xem nhé các bạn. Quá hay, chúc mừng các bạn đã làm được điều tưởng chừng như không thể. Bây giờ hãy nâng cấp yêu cầu bài toán lên một mức độ khó hơn nữa nhé. Vấn đề là trong thực tế, khi ta nạp một bài báo mới thì nó cần một khoảng thời gian nhất định để server trả về dữ liệu. Mà cái ta đang làm là cuộn cho đến cuối rồi mới đi nạp dữ liệu vào. Rõ ràng user phải chờ dữ liệu tải về rồi. Một ý tưởng nảy sinh trong đầu là lúc này, tại sao không nạp bài mới khi user cuộn gần cuối trang? Lúc đó họ chưa có đọc xong. Nhưng khi họ đọc xong và cuộn tiếp thì mình cũng đã tải bài báo tiếp theo về được rồi. Thì lúc này có thể là họ đỡ phải chờ. Suy nghĩ cho độc giả như thế thì kiểu gì chẳng thu hút được độc giả đúng không các bạn? Vấn đề là chúng ta sẽ viết mã xử lý như thế nào? Hãy xem tiếp nhé. Hãy nhìn hình này. Phần màu trắng ở phía cuối này là gần hết nội dung rồi. Tới đây thì ta nên tải thêm nội dung cho nó là hợp lý. Vậy thì lúc này có phải điều kiện để ta load là đúng không nào? Như hình minh họa này. Giờ ta sẽ đặt x là 100 pixel nhé. Giá trị này ước lượng thôi nhé các bạn.
thì ta sẽ thay đổi lại hàm is wrong at bottom là được rồi. Nhưng mà các bạn phải lưu ý là bởi vì chúng ta đang dùng hàm set interval có giá trị là 1 giây. Giả sử ta đang ở 0.5 giây mà ta đã cuộn cuối trang mất rồi thì lúc hàm check scroll được gọi, mặc dù ta đang ở cuối trang nhưng lúc này nó sẽ không thỏa điều kiện is scroll at bottom vì giá trị scroll top cộng với client height của đối tượng scroll label cộng thêm 100 lớn hơn scroll height mất tiêu rồi. Do đó chúng ta cần thay điều kiện ba dấu bằng bằng điều kiện lớn hơn hoặc bằng nhé, để nếu rơi vào trong trường hợp này thì ta vẫn phải load tiếp dữ liệu vào. Giờ hãy xem demo các bạn nhé. Đó, các bạn thấy không? Nó đã load dữ liệu về khi chúng ta đến gần cuối của phần nội dung. Và nếu ta chạy thẳng đến cuối luôn thì nó vẫn phải load thêm. Chính là nhờ điều kiện lớn hơn bằng đó các bạn. Chúc mừng các bạn đã thực hiện hoàn chỉnh ứng dụng Infinite Scrolling, tức là cụ mãi. Đang để ý rằng ở Việt Nam có trang Zing News cũng đã áp dụng cách thức này, khá là hay đúng không bạn? Tuy nhiên có một vấn đề là lúc nào hàm set interval cũng chạy kiểm tra hết vì nó chạy theo chu kỳ thời gian. Thế thì hơi lãng phí. Nếu có cách nào mà giúp cho ta biết khi nào độc giả cuộn chuột thì ta mới bắt đầu kiểm tra xem thanh cuộn đã cuộn tới cuối hay chưa thì rất là hay. Các bạn yên tâm, chúng ta sẽ làm được việc đó. Nhưng mà đó là chủ đề của bài học về events nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau. Trang trí cho một element.